á. Lễ. Trời ơi. Là lễ hoa đẹp không? Ngay lúc này chị Lệ Hoa sau khi được Mạnh Thường Quân giúp đỡ một số tiền thì cũng đã là đi mua một con là vịt nướng về để ăn. Mà trời ơi, cái tánh bả không bao giờ bỏ cả nhà ơi, vô trả giá quá trời luôn. Nhưng mà người ta vẫn biết là chị Hoa là chỉ nhây thôi, nhưng mà cũng đã giảm cho chị Hoa rồi. Dạ Vinh, mời cả nhà cùng xem video nha. Quá đẹp gái luôn rồi, bữa nay quá đẹp gái luôn rồi. Đi mua vịt. Vịt hả? Ờ, mua vịt về ăn. Ăn mình ăn hả? Ờ, bán vịt đây nè. Ai bán vịt đây trời. Trời ơi, mấy con hả trời? Ủa, con nhiêu chị? Vịt nhiêu con? 260 một con. Nhiêu 260 hả? Có bớt không trời? Bớt 270 đi. Bớt không bớt, bán bán lên mấy cờ. Ừ. Mua con mua nguyên con. Nguyên con 240. Ủa chị ơi, nó nghe nè, sao vịt sẽ mỏ dài quá vậy chị? Nó mỏ nó dài quá vậy. Sao mỏ dài quá à? Nó lấy con đi chị. Không, để nguyên con. Cái mỏ luôn vậy. Ờ, để cái mỏ lên luôn. Để cái mỏ được bập bập đúng không? Để mỏ được bập bập mấp mấp đó. Mắt được, mắt mà mập luôn. Bài mà nông dữ vậy. Giờ má đẹp gái phụ. Dịch vàng nính á. Ừ, dịch vàng khẽ đây, quay dịch vàng. Chị có dịch nào dai dai với chị á? Dịch nào mà dài dài dai dai á? Người ta đồng ăn từ giờ đến tối lắm. Đi không đứt được thịt luôn á. Chắc cái đầu dịch này dài, chắc nó dai quá chị. Dịch này nước không á? Ừ, nước nôi đầy đủ. Lâu lâu quá đi bà ơi. Dịp này chị qua ăn chắc tới 9 giờ tối luôn á. Sáng luôn. Từ lúc mà chồng đi tới giờ toàn dịch đâu không ha, dịch quay đâu không ha. Dịch với ăn gà không à, từ chị. Ăn cá lóc đi cho mỏ nó dài. Kệ chị hỏi sao không ăn cá lóc nữa kìa chị Hoa ơi. Cá lóc con chạy ăn gọi ngán lắm má. Con chạy cá lóc mọi trời không mà ngán đó. Giờ tới ăn dịch, ngày qua ăn gà. Giờ bữa nay tới ăn dịch. Tao không có ăn mà ăn mà ngán. Rồi, cảm ơn nha. Đi nha cái nhà. Qua bánh mì. Mua bánh mì. Dịch nướng ăn bánh mì. Mất rồi. Mình đẹp mà. Mua bánh mì không vậy anh dưới này à? 100 mẫu luôn đi chị. À. Có mì không cưng? Bán 30 ổ đi. 40 ổ. 40 ổ đủ rồi ha. 40 ổ. Mua 40 ổ đi. Ăn cho nó đã rồi, ăn cho nó đã. Quảng cáo luôn, quảng cáo bánh mì Hồng Ngọc luôn. Này bánh mì Hồng Ngọc. Ở đâu chị Hoa ơi? Hả? Ở đâu? Hồng Ngọc. À, Hồng Ngọc còn nổi tiếng. Để bên nội bên ngoại luôn đi. Qua đó, đãi luôn. Qua ở ngoài sao áo làm gì buộc trong thun gì vậy? Cái nơ, cái nơ. Cái nơ hả? Những bông hoa nhỏ. Nhiều cân. Ai chị em chìm sâu không trời, chú con thành nơ sau lưng không ta. Ăn của mình nên rồi mua tới hai bọc mì không dưới trời. À. Mừng ông bộ mới gì sao ta? Ừ. Này chắc có tiền không anh ơi? Mừng ông hay gì đây nè. À. Rồi giờ mình đi về, trả tiền rồi. Giờ mình xuống ha, về nhà ha. Mua đầy đủ rồi, vịt nướng với bánh mì đủ rồi. Chị qua làm gì ta nhìn chị quá trời luôn. Má, bự đâu dám má. Hết sớm kéo theo luôn rồi. Lại dính lại rồi, chứ cái này hả? À, bả vậy rồi. Ờ, quá đông rồi. Ôi, cái này kia nổi tiếng khắp thế giới luôn rồi. Nay đi mua vịt nướng ăn với bánh mì.
nên mà ăn dữ. À, có cái này đó, sao nó thấy lắc quá chị? Đồ nó ôm quá lắc hay sao? Tại có eo. Dạ. Mình dây á, mình dây. Trời ơi, sao lắc quá không rồi kìa chị ơi, chị có mời lắc không vậy? Có mời không đông dữ hả? Không phải, tại mình đẹp đi theo coi. Người mẫu. Đường luôn rồi kìa, kìa. Ôi ôi, quá trời đông luôn rồi kìa. Ôi ôi. Hát bài ơi. Chiều nào anh với em đẹp bên thềm mới. Vỗ tay mới đó. Dù đời ta mới quen chốn kỳ này như ngăn khó. Nhảy bài nước luôn kìa. Ngồi bên nhau chốn mưa, biết em về không ai đón đưa. Đường xa chẳng lối thưa, chúng ta cùng đi chung với mưa. Trời ơi, tay rồi từ khi chia tay, biết bao lần gió mưa trở lại, chỉ mình anh nơi đây ngóng trong hoài một bóng hình ai. Chiều mùa thu mưa bay, buồn này em đâu hay, tình nồng lên men cay để anh ấm ấm giấc mơ u buồn. Vô hay không? Cái chị này tên gì không? Đồng Thanh ơi, Đồng Thanh ơi. 2 3. Lệ quá. Đó cái nhà. Hay ta khúc đó hay quá, làm lại làm lại được không? 2 3. Lệ. Trời ơi. Lệ quá đẹp không? Đẹp. Đẹp chứ này. Đẹp quá. Gọi đi vô. Vô. Vô vô dịch cả nhà ơi. Mua dịch với bánh mì ăn nè cả nhà. Mẹ chị phải mua nhiều con nữa khán giả cho luôn quá trời. Ơi. Mua nhiều thì không đủ rồi chị ơi. Không đủ mua thêm. Mua thêm á. Đi nào không đủ mua thêm con thư mẫu nữa tí. Quá eo luôn rồi. Ôi ôi. Quá trời, quá đất trời ơi. Rồi bữa nay đãi YouTube có gì không? Hôm nay mua vịt đãi cho manh YouTube ăn. Vịt nướng với bánh mì. Trời ơi. Bánh mì để lên trên kia đi, để lên kia đi. Con cái vịt kia coi. Con vịt kia coi. Vịt sống mua cơm vậy. Chưa mua cơm ha. Chưa. Cơm này nấu có 3 nồi mới đủ chứ. Lúc quá trời. Ôi dồi dồi. Nó. Ôi dồi. Vịt nướng cái nhà ơi. Vịt nướng này không có cơm sao ăn? À, ăn bánh mì, vịt nướng ăn bánh mì mới đúng hệ. Giờ lấy thêm miếng cơm đi. Nó bụng rồi. Không bao giờ. Cơm nha. Có bắt trên dính kìa. Quá ngon. Thịt vịt này ngon nhất là cái mỏ á trời. Cái mỏ vịt nướng với bánh mì. Mua vịt nướng về đãi các anh với mấy anh YouTube với cho mấy đứa em bé. Để đi cắt cái đại đứa em bé trước đi. Nha. Ăn ấm mộ đó. Ăn ấm mộ, ái mộ. Ăn cứng luôn đó. Nó vịt nướng nha. Vịt nguyên con. Ôi nó ngon kìa. Cái đầu là để cho chị qua hả? Đầu là chị qua chị bập. Mắp. Bập cho cái sáng. Cái phô câu luôn á. Phô câu luôn. Ồ, ở trong cái gì chị qua? Lá gì á? Lá này giống lá trúc quá, lá gì đó, người ta để cho nó thơm. Không lá trúc thì lá chanh. Thơm quá. Nãy mua nhiêu qua này? 3 xây. 240. Hẹp nữa không? Chảy nước miếng luôn. Nước miếng rồi đó. Hôm bữa ăn gà, nay ăn vịt ha. Bữa ăn gà, bữa nay ăn vịt. Mày muốn ăn không mệt hết. Này. Má. Mấy chị qua cầm cái đầu đó làm luôn đi. Thấy cắt cho mấy đứa em cái hả? Đùi. Trời ơi, trời ơi, nước nó xịt kìa. Nước dữ lắm, vịt nè. Béo mà nướng. Này lo mà húp. Nóng quá. Mới nướng nóng quá. Chị qua ăn hết con vịt không chị qua? Nếu mình ăn hết vịt không? Không hết đâu, nửa con dữ lắm. Nửa con luôn hả? Có gan mà ăn được nửa con luôn. Mắp nửa con dữ lắm mà.
Bạch đỏ luôn rồi nha. Ừ, để cắt ra dòng cho mấy đứa nít ăn cái hả? Nhớ sao chị nãy lấy cái chén đi cắt phao câu để riêng. Có phao câu nè. À. Phao câu chừa đó. Trời, có phao câu chà bá luôn ta. Phao câu nè, chà bá lửa luôn nè. Lo mà múc. Phao câu của chị qua em ha. Không có con vịt. Ơi, phao vịt. Con Thảo kỳ quá nó. Phao câu này cắn chắc nước dữ à. Ừ. Này nó cắn bay. Ôi trời ơi. Rồi. Nghiêng xuống ừ đúng rồi. Cái gì nè mình nhớ cho anh mì cho mấy đứa nó. Giờ có ăn vịt không qua? À, có ít mà ít lắm, lâu lâu mới ăn. Không có tiền cho không có tiền ăn tới 200 mấy con rồi. Bữa nay mới ăn được. Mày bọc chắc đã rồi ha. Ngồi cắt mà bọc gì vậy? Vừa hay không? Vừa cắt mà vừa ca đi chứ. Ca đi. Nóng quá. Làm bài coi. Cũng gì ra cắt đầu chứ ba. Đúng quá hả? Hay là nhớ nữa đó. Nhớ vô kia ha. Ừ. Nhớ ổng cái gì. Nó giờ nó như thành thói quen hả chị Qua? À, quen rồi. Rồi vô bánh mì đây. Bánh mì đi. Bánh mì cho mấy đứa kìa. À, mấy ngày nữa kìa. Rồi kìa. À. Mấy đứa kiếm thịt cho nó nha. Đại xương đi à. Đại cho khán giả nhí nè. Ổn mì. Thịt nha, thịt cho nó nha. Thịt có thịt luôn. Ờ trời, đợi xương gì vậy? Xương thịt đi dính chung mà nó ăn nó gờ quá. Ba cùng về ơi. Nói xương thịt đi dính chung luôn. Ờ. Rồi, nhận quà, đứa nào vô. À, quà, nhận quà. Con ăn đi, rồi, cảm ơn gì quà. Cảm ơn quà. À. Rồi, đứa nào nữa? Đứa nào nữa? Này đà là mấy đứa em mới sớm, mấy đứa cháu sớm. Cháu mà nó mến ha. À, nó mến thì nó mến. Khoanh tay lại à nha. Ừ. Leo không? À, không có giờ leo, mấy đứa nít nó không có ăn đâu. Dưa leo không đủ chị Qua ăn nữa đâu. Cái tướng này. Đây. Cân. Cảm ơn chị Qua. Rồi rồi. Đây là bà chủ được rồi nha. Ừ. Đúng giờ bán bánh mì luôn chị Qua. Nguyên một tốp luôn nè. Rồi đứa nào? Chút xíu nữa tới mấy anh này vô ạ chị Qua đàng hoàng nha. Ừ. Cho nãy mình vô tay. Trời ơi, ổn mì nào nấy chà bá không ha chị Qua. Tốp này chắc chắn khổ quá. Mình xé bánh mì. Đứa nào đứa nào? Tới bé nào? Nhận đi con. Nhận đi con. Cân. Rồi, ăn ngon. Đứa nào nữa không chú? Có đang gặp luôn đây. Rồi. Đứa nào ăn nữa không? Chắc ăn nữa không? Ăn cơm rồi nó. Rồi, đi con ơi, tụi con ăn đi con. Ăn đi đứa nào đó, đừng mắc cỡ. Đừng ngại con. Đưa cho chị Sim. Đưa cho chị Sim giùm coi. Đưa chị Sim. Chị Sim, đưa lấy cho chị Sim. Rồi đây. Ừ. Nãy giờ quên nữa, mình quên mời khán giả nữa. Dạ đó. Qua nè. Không? À, em bé ưu tiên, trẻ em ưu tiên. Bây giờ là tới mời khán giả nè. Ổ này sao nó dài vậy quá. Nó kia cục. Nơi cho bà Bảy coi. Bà Bảy đúng không? Bà Bảy bán cà phê, bà chủ quán cà phê á. Chủ quán cà phê đây. Rồi. Rồi xong đây rồi thôi. Cháu còn đứa nào ăn đứa nào nữa không? Mấy đứa nghỉ ăn rồi. Không ăn tới YouTube mình chứ. Rồi giờ tới đãi mấy anh YouTube đi. Mình cắt ra đi chứ rồi. Cắt đi về ăn. Mới đuổi gấp ăn. Xíu xíu xuống máy là hết trơn dĩa đó đó. Không rồi, rồi. Chị cứ vậy chị cắt đi để nguyên trong máng đi chị. Trong mâm. Để trong mâm, trong mâm. Trong mâm. Rồi đầu đó đi. Tôm bát nhé. Rồi để là giúp ra mập. Chị cắt cái phao câu ra để riêng đi chị. Để hồi anh quên ai lấy cái phao câu nữa rồi đó. Câu của chị đó nghe. Để nửa đêm mất công không có chị Qua nhớ. Tao ngồi kế bên rồi đó, hồi tiêu là biết rồi đó. Ê, bay bay. Bởi vì tao nói cánh ha, cắt bay cánh không biết bay. Trời ơi, nước cái văng cái ôi ôi. Dịch nước dữ lắm. Quá nước luôn. Cái thế luôn nè, thấy không? Nhóc nhách hết trơn luôn kìa. À, nó không. Trời ơi. Có đó mà kê vô mà húp một cái ha. Dột, dột, dột. Dột, dột. Ừ. Hút cho nó lạ. Nước này rất ngọt dữ ha chị Qua. Béo ngọt mà nó béo nữa. Béo ngậy luôn ha. Ừ. Vịt này ngon, mịt vịt này mỡ nhiều lắm. Ủa nãy không có nước chấm hả chị Qua? Có trong mịt đó, rau dăm đầy đủ, 10 rau dưa đầy đủ mà. Rau dăm luôn ha. Đầy đủ luôn. Đã ha. Nước chấm nó có sạch sạch gì không? Kìa nè, cái phao câu nè. Ê, vịt định phao câu lại bay cái phao câu. Đó. Đó. Phao câu nó béo không chị? Béo vô cùng.
Cái phao câu đó mà đem đi quay mà nó vẫn còn chà bá đó mà. Chà bá vậy? Cái lúc mà nó chưa quay nó bự cỡ nào nữa chà. Mày phải không? Không phải không? Ừ, tôi lấy cái ly cà phê đá bên ngoài vậy. Quá trời, thịt ngon rồi. Thịt thịt ngon. Quá ngon. 240 hả chị Hoa? 240. Nãy mới bớt 2 chục, 260 lần. 2 chục luôn á. Bớt 2 chục. Thấy chị Hoa nổi tiếng là bớt 2 chục luôn á. À, lúc đầu mới đòi 260. Tại vì bớt bán 260 con không à. Còn này mình ấy về bớt 2 chục. Nói chung tại chị á, chị mở hãy dẹo chút xíu nữa là bớt nữa đó. À. Phụ nữ mình phải có cái quyền đó chứ. Trời nước rồi kìa. Dịch quá trời quá bấy quá. Nước mở rồi. Không. Trời chị ơi. Nước thấy ghê nó tràn trề nó lên. Ôi ôi kìa, văng nước ra luôn kìa. Trời ơi, nước gì mà văng như mua tưa á trời. Nước hấp đã vậy qua. Ừ, mà sức hấp bấy dữ lắm. Còn gì nữa tủa. Đưa luôn đưa vô mà làm sọc 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 ha. Ừ. Phát nào là tê tái phát đó. Tiếp. Biết khúc rồi. Gieo đau khổ nghẹn ngào vô. Ngắm. Nước lũ tuôn trào em kê miệng vô hấp. Trời, còn ngon ha. Tính gà 200 mấy là ăn đã luôn á. Ừ, đẹp bự mà. Ừ. Phải nói chứ cái đẹp thần thánh này nè, cộng thêm đang cắt dịch nữa phải nói. Đó, xong rồi đó. Tới công chuyện. Hay quá trời, nó đẹp quá trời luôn. Mà chị qua cái phao câu đó mà nó quay rồi bay lớn đó, lúc mà nó chưa quay nó bay lớn chị qua miêu tả bá luôn á, lớn vậy nè đó. Rồi xong rồi xong ha. Vậy ta lại qua được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cho lại qua, và lại qua bữa nay mua dịch ăn vui, và lại qua cũng mời cô bác anh chị ăn chung với lại qua, và mạnh thường quân ăn chung với dịch nướng à, với bánh mì. Đây là vịt nướng chấm bánh mì nha. Chấm bánh mì. Ngon xuất sắc. À, lại qua bữa nay được cô bác ủng hộ giùm. Rồi lại qua mua vịt ăn mà cô bác chị ăn chung với lại qua luôn. Rồi mời quý vị khán giả cùng bà con cô bác ăn vịt quay với U61 chị qua nha. Rồi chào cả nhà luôn. Rồi chào cả nhà.